Bạn quá cay thằng bạn vì nó có tộc V4 mà bạn không có. Bạn muốn một account V4 để khè lại nó, hãy đến ngay nhietsenpai.com. Chỉ với 350k bạn đã có một account V4 full gear cùng nhiều trái ác quỷ siêu VIP. Hay với 70k bạn đã sở hữu ngay một account max level kèm song kiếm. Cày thuê nhanh chóng mà lại siêu rẻ. Hãy đến ngay nhietsenpai.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nhé. Xin chào mọi người, thì có một số bạn vẫn chưa biết hack trên điện thoại ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hack luôn nhé. Thì các bạn sẽ cứ vào video mới nhất của mình, các bạn sẽ vào phần mô tả video ấy. Các bạn vô phần mô tả video đây này và phần chữ thêm đây nhé, rồi sẽ lướt xuống có bốn loại, mình để bốn cái là Codeus, Polusus, Dentaus và Hyrochain nhé. Thì bạn nào mà lười get key ấy, thì các bạn cứ tải Codeus cho mình là được. Mọi người vào cái link mình để ở dưới cái chữ Codeus ấy, xong các bạn lướt xuống, các bạn tìm được chữ, có cái chữ từ khóa là phân 88 này. Các bạn sẽ tìm cái phân 88 trên Chrome nhé. Xong nó sẽ có là phân, để mình xem phân 88 gì nhé. Các bạn để dưới đây là phân 88tl.com này, các bạn lướt xuống. Đấy, tìm cái phân tập đây, phân 88tl.com nhé, các bạn lướt xuống. Có chữ lấy mã ngay này, các bạn lấy mã ngay và đợi trong 60 giây nhé. Ok, thì sau khi 60 giây ấy, các bạn sẽ có cái mã này này, các bạn sẽ sao chép nó nhé, những sao chép này và trở lại cái link ban nãy, rồi dán mã vào cái chỗ này, vào cái ô trống này nhá. Đấy, các bạn ấn vào đây để tiếp tục. Nó sẽ đưa các bạn đến cái, nếu mà có cái link sắp mở dây này á, các bạn sẽ làm theo các bước của mình. Thì các bạn sẽ ấn chữ like ở đây này và like cho video của mình nhá. Tiếp theo mọi người sẽ quay lại và ấn subscribe cho kênh của mình. Mình thì chủ kênh nên không subscribe cho bản thân mình được. Và ấn chữ unlock cho mình và ấn unlock tiếp, và các bạn đã có cái link tải rồi ha. Thì trước khi tải cái bản hack á, thì mọi người nhớ cho mình là phải xóa cái bản Roblox trên setup của like cho mình nhé. Ok, vậy là xong. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy script trên kênh của mình nhé. Các bạn sẽ vào video mà cái script mà các bạn muốn lấy á, các bạn vào xong các bạn lướt xuống phần mô tả video này, và có cái chữ script ngay đầu tiên này, các bạn sẽ ấn vào. Có cái, nó sẽ có một cái chữ ở đây là tài go 88 lip nhé. Các bạn sẽ tìm nó trên Google cho mình nhé. Nó
sẽ có ở dưới đây là taigo88.line này. Đây. Đây này, đây đây nhé các bạn, taigo88.line. Đây. Các bạn sẽ lướt xuống. Có chữ lấy mã ngay này, các bạn ấn vào đây và đợi trong 60 giây nhé. Ok, thì sau khi mọi người có mã, mọi người sẽ copy cho mình nhé và quay trở lại cái lân cũ ấy, và các bạn sẽ dán vào cái ô này nhé, bấm vào đây và tiếp tục. Và các bạn đã có script rồi nhé. Ok, thì video nơi tạm biệt mọi người.